Xin chào các tình yêu, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau với những tư thế yoga cơ bản tại nhà. Và hôm nay chúng ta sẽ học đó chính là tư thế hoa sen. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành nha. Tư thế hoa sen. Chúng ta co hai chân lại, lấy bàn chân phải cài vào khớp háng của bên trái, chân trái cài vào khớp háng của bên phải. Hai tay để chân ra trên đầu. Cái tư thế này chú rất là thích, rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, rất là thư giãn luôn. Và hôm nay bài tập của chúng ta đến đây là hết nha. Và chúng ta sẽ tiếp tục với những tư thế khác, những động tác khác vào những cái video tiếp theo. Và bây giờ chú xin chào và hẹn gặp lại.